九合诸侯，一匡天下。Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Mình thấy rất là nhiều người chơi đang chơi cao cao mà không biết được là cao cao có thực sự mạnh hay không. Và mình thấy cũng một số người chơi đang bỏ tượng vàng để đầu tư cho cao cao. Vậy thì video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một chút về cái quan điểm của mình về con chỉ huy cao cao này. Thứ nhất, nó không thực sự khá là mạnh ở trong cái vấn đề đánh on field. Cao cao chỉ mạnh ở trong cái vấn đề là di chuyển. Vì anh em nhìn trên cái tab tài năng, anh em sẽ thấy được có ba cái loại chính, đó chính là kỵ binh, dẫn dắt lính kỵ, gìn giữ hòa bình, là đánh đội quân trung lập, man rợ, pháo đài các thứ vân vân. Và linh động, đây chính là cái điểm mạnh nhất của cao cao, nó mạnh nhất về di chuyển chứ không phải là mạnh về đánh nhau nhé anh em. Vậy thì mình thấy rất là nhiều người chơi đang sử dụng cao cao và có ý định bỏ tượng đầu tư vào cho cao cao. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình muốn nói với anh em là không nên đầu tư tượng cho cao cao để tối đa một con chỉ huy cam cho tất cả các skill như thế này. Anh em sẽ phải đầu tư khoảng 690 đầu vàng, tượng vàng để anh em có thể mát được con chỉ huy này. Trong khi nó thực sự không quá là vượt trội so với những con chỉ huy kỵ tím như là Bella hoặc là Bai Ba. Đó, Bella Bai Ba như thế này. Thực sự không quá là vượt trội nha anh em. Có thể nhỉnh hơn một chút xíu siêu thôi, nhưng mà nó không đáng. Bởi vì anh em bỏ tới 690 tượng vàng, trong khi đó những con chuỗi tím anh em thực sự dễ dàng để mát nó. Và trong một cái giai đoạn đầu game K1, K2, K3 anh em có thể chơi chuỗi tím thay vì chơi con cao cao với cái vai trò đi chính. Và nếu như anh em chơi cao cao thì nên để cho cao cao đi phụ cho những con ví dụ như là Bella ở dưới này. Đó, hoặc là đi phụ cho Bai Ba cũng được nếu như anh em chơi chuyên kỵ, chứ không nên để cao cao chính. Mình thấy rất là nhiều người chơi để cao cao chính, thậm chí ngay từ KVK 2, KVK 3 mình cũng thấy rất là nhiều người chơi sử dụng cao cao cho vấn đề đánh on field mà để cao cao chính nữa nha anh em. Thực sự nó không quá mạnh đâu anh em ạ. Không, trong cái đó anh em sẽ phải đầu tư và bỏ rất là nhiều tượng vào cho nó. Vì vậy trong cái con tướng Tào Tháo này thì mình hy vọng là anh em chỉ nên mở bằng chìa khóa vàng, có bao nhiêu kỹ năng thì chơi bấy nhiêu. Và đặc biệt là không, và đặc biệt là anh em nên để cao cao đi phụ khi mà anh em dùng cho cái mục đích là đánh nhau, đánh on field. Và cao cao chỉ mạnh trong vấn đề là di chuyển. Chính vậy là anh em chỉ sử dụng cao cao đi chính ở cái cây tài năng của nó chủ yếu thiên về linh động, để anh em có thể là đánh farm hoặc là tăng cường vào một số cái cấu trúc đền, để anh em có thể tăng cường vào một số cái cấu trúc ví dụ như là cờ, pháo đài các thứ thôi, chứ không nên là để cao cao đi chính cho cái mục đích là để đánh nhau, đánh on field nha anh em. Rồi, vậy thì video ngày hôm nay mình sẽ test cao cao với hai con chỉ huy tím, đó chính là Bai Ba và Belagios, thì để xem thử là có cái sự chênh lệch nhiều ở trong đây không nhé anh em. Và mình tin chắc là sẽ không chênh lệch nhiều đâu. Trong khi anh em muốn mát cao cao, anh em sẽ phải bỏ rất là nhiều tượng. Chính vậy là mình, theo mình thì anh em nên đầu tư cho những con tướng tím để chơi cái giai đoạn đầu game thôi. Mình thấy rất là nhiều người chơi đầu game chơi cao cao và thực sự nó không đáng để cho anh em bỏ tượng và để đầu tư nhé anh em. Rồi, và bây giờ thì mời anh em xem cái video mình test về con tướng cao cao và hai con chỉ huy tím, đó là Bai Ba và Bella nhé anh em. Thank you.
宁我负人，无人负我。
Ok, như vậy là thông qua cái video mình đã review cho anh em thì hy vọng là anh em sẽ có một cái nhìn tốt hơn về tụi con tướng cao cao này, và cái việc sử dụng đánh nhau hoặc là di chuyển hoặc là như thế nào đó thì chắc có lẽ là sau video này thì anh em cũng đã có thể biết được và sử dụng cao cao cho nó tối ưu và tốt nhất nha anh em. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Nếu như anh em thấy hay, nhấn cho mình xin một like ủng hộ cho mình, một đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.